coi, xong rồi má ký cho con nha má. Trời ơi, con học giỏi quá. Của mấy anh đâu nè? Đưa má coi. Sao vậy con? Con học sao á mà để cô giáo phê vô đây á, là con lo ra không nghe cô giảng bài. Trời ơi, con xé tập xé sách của bạn nữa. Con có biết mà mỗi lần đi họp phụ huynh cho con á là má xấu hổ lắm không? Thì má đừng có đi họp phụ huynh cho con nữa. Cái gì? Con nói với má kiểu đó đó hả? Con có miệng, không lẽ má bắt con câm? Con dám trả treo như vậy với má nữa. Má mà không đánh con là con không có chừa mà. Lên giường cúi xuống cho má. Má, má đừng đánh em mà má. Má không có thương tôi gì hết. Chắc hồi đó má lượm tôi ngoài bụi chuối về nuôi á. Tại em có lỗi với má, má mới la rầy để em tốt hơn. Chứ lúc nào má đánh em xong, rồi má sức dầu và hôn lên chỗ đau của em, rồi má ngồi khóc, chị thấy hoài à. Má còn dặn chị là phải nhường nhịn em, đừng ghét bỏ em. Con ơi, mấy anh tội nghiệp của má. Con ơi, con thường ganh tị, má thương chị của con nhiều hơn. Nhưng mà con sai rồi con ơi. Má thương chị của con vì nó là một đứa ngoan hiền, dễ dãi. Nhưng đứa mà má thương yêu nhất lại chính là con.